Rồi, em xin tổng chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay quay trở lại với công việc mua bán ô tô cũ bên em. Thì cửa hàng bên em mới cập nhật thêm một con xe 3 tấn rưỡi, thùng dài 5m2, đăng kiểm mới nha. Đồng sơn rất đẹp, rất là VIP, C-Lip luôn. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe để giới thiệu cho anh chị em bà con mình cùng xem và cùng tham khảo nó như thế nào ha. Thì mọi thông tin chi tiết bà con mình có liên hệ số điện thoại cũ, số Zalo cũ của em ha. Số 0988 454 318 để có thêm thông tin và để có thêm chi tiết hình ảnh nha. Con này mới về luôn, mới đăng kiểm cái rợp luôn, mới đăng kiểm hôm qua tháng 5 năm 22 nha. Đồng sơn rất đẹp, thì em quay tổng thành chi tiết con xe để giới thiệu cho anh chị em bà con mình cùng xem và cùng đánh giá như thế nào ha. Bà con thật sự thấy nhu cầu hợp lý với con xe này thì cứ alo cho em, gọi điện cho em, chốt cọc liền tay rinh ngay em nó về với đội của mình nha. Con này thùng sàn rất đẹp ha, nội thất sạch sẽ, vỏ lốp thì hai vỏ lốp đầu thì còn tới 90% nữa ha. Bốn vỏ lốp sau thì còn cỡ 50-60%, có khi lên tới 65%. Bà con mình cứ yên tâm khi mua xe tại cửa hàng bên em nha. Con này thùng ngâm bửng mở ở ngoài inox, ở trong ton nha, rất là tiện lợi luôn. Thùng sàn kèo cột rất đầy đủ, bạc đồ đầy đủ bỏ trên thùng. Em sẽ mở ra cái thùng ra cho bà con xem luôn một tay nha, nên nó hơi vất vả một tí, cũng vì phục vụ cho tất cả mọi người thì có vất vả thì cũng phải chịu, tại vì công việc làm mà nó có khổ, nó có vất vả tới đâu thì cũng phải cố gắng chấp nhận, thì công việc của ai cũng vậy thôi. Đó là phần thùng sàn nè, mong sao dịch bệnh nó sớm qua đi để chuẩn bị đón cái Noel, cái mùa xuân nó an lành hạnh phúc hơn. Bà con mình có công việc mua bán, nó làm ăn cái gì đó nó gặp thời ha. Chúc cho bà con mình sẽ gặt hái được nhiều thành công, hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn, có công ăn việc làm nó thuận lợi hơn nha mọi người. Đó, vỏ lớp con này thì nói chung nó cũng còn đẹp 50-60%, nhưng mà có cái phần này mọi người nó bị rách đi, đường đá đường nhỏ nè. Đó, cầu số con này thì rất là đẹp luôn, cầu số rất to, và vỏ lớp sô cô con này thì có lớp sô cô nè. Mấy cái xe trước em mua không biết mọi người xài sao mà bỏ lớp sô cô đâu mua. Nhiều lúc mua bán không có lớp sô cô mình cũng khá là ngại luôn, rất ngại luôn. Đó, rất ngại. Thùng sàn rất đẹp nha, tại vì cái bửng này nó hơi cao cho nên mình thì có 1m6 mà. Cái bửng nó tới gần 2m là không có mở, không có tay nào mà dớ lên trên đó được hết trơn, lùng thì phải chấp nhận thôi. Cho nên là em cũng quay rồi, nó xe về khá là nhiều, thì em sẽ lên sóng từng chi tiết, từng con cho bà con mình cùng xem luôn, tham khảo ha. Bà con nào sự quan tâm cái dòng xe nào đó thì cứ kết nối với em, liên hệ với em nha, để có giá trực tiếp ha. Em có mua, bán và trao đổi nha. Bà con nào cần thì cứ alo cho em nha. Con xe này thì bên cửa hàng bên em đang chào bán với giá chỉ có 126 triệu nha. Bà con mình sở hữu nha một con xe tải 3 tấn rưỡi, thùng dài 5m2, năm bửng mở, rất đẹp ha. Đây, vỏ lốp nó đây ha. Đó, bà con mình không phải ngại về vấn đề cái chiếc xe này đâu ha. Đó, chỉ có 126 triệu bà con mình sở hữu nha một con xe ha. Đây, vỏ lốp nó. Nói chung xe cũ nó đẹp được cái phần nào, nó tốt được cái phần nào, nó chất lượng được cái phần nào thì mình mừng về cái phần đó. Chứ thật sự ra cái xe cũ mà nói chất lượng hết thì chắc nó không thể nào chất lượng hết được đâu mọi người ơi. Đó ha. Không thể nào chất lượng hết được đâu ha. Xe rất là đẹp luôn, rất là VIP C-Lip luôn nha mọi người. Đó, rồi bây giờ em sẽ lên cái phần nội thất cabin để cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào, để bà con mình biết thực tế nó như thế nào ha. Đây, nội thất cabin em nó đây. Chung theo năm tháng thì không thể nào hoàn hảo được, thì nó không mắc đồ là may mắn lắm rồi. Nhiều xe nó mắc đồ thì nó không có được đẹp, nó không được sạch sẽ. Xe đẹp được phần nào mình mừng phần đó. Bên em bán xe là báo xe, báo giá biết luôn. Máy rất là to nha, máy cầu 5 tấn nha, bà con mình yên tâm ha. Máy cầu 5 tấn. Rồi bây giờ em sẽ mở cho bà con mình xem cái phần máy móc nó như thế nào, rồi em sẽ kết thúc cái video nha. Thank you.
ơi, bà con mình yên tâm nha. Rồi thì đến đây cũng đã xế chiều rồi, em cũng quay chi tiết rồi. Bà con là một sự thích con xe này thì cứ alo cho em. Đó, xe đây, tất đây, bàn thờ ở đây, tháp lô ở đây, đây bàn kiểm rồi. Quá tuyệt vời cho một cuộc tình 3,5 tấn nha. Bỏ lớp rồi. Rồi em sẽ kết thúc cái video nha mọi người. Chúc bà con mình có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều thành công trong cuộc sống để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống này nha.